Xin chào các bạn, các bạn đang xem thông tin thị trường ô tô xe máy Việt Nam trên kênh YouTube Ô tô giá rẻ. Ô tô Trung Quốc gặp khó ở Việt Nam, Havo, Hồng Kỳ, Linh đều ế dài. Những tiếng xấu về Made in China suốt nhiều thập niên khiến công cuộc xâm nhập thị trường Việt Nam của các hãng xe Trung Quốc Havo, Hồng Kỳ, Linh trở nên gian truân hơn. Sau khi thống trị trên nhà, các hãng xe điện Trung Quốc đang cố gắng bành trướng ra thị trường quốc tế, trong đó có Việt Nam. Ngay từ cuối năm 2021, nhiều hãng ô tô trung quốc liên tục ra mắt những mẫu xe mới tại việt nam với hy vọng sẽ chiếm lĩnh lại một trong những thị trường tiềm năng nhất khu vực đông nam á tuy nhiên những tiếng xấu về nguồn gốc made in china suốt nhiều thập niên khiến công cuộc trở lại phát triển này gặp nhiều khó khăn đa số những người biết đến xe điện trung quốc ngại ngần xuống tiền vì không tin tưởng vào chất lượng dịch vụ hậu mãi thậm chí hàng loạt bê bối về hàng giả hàng nhái kém chất lượng trước đây khiến danh tiếng made in china chịu tổn hại qua đó gây nên sự hoài nghi của người dùng ngay đến những thương hiệu xe hơi nhật bản và hàn quốc cũng phải tốn hàng thập niên để có thể lấy được lòng tin của người tiêu dùng trong nước. Những yếu tố kể trên ít nhiều cũng khiến cho việc mở bán các mẫu xe trên thị trường đến từ các thương hiệu xe có nguồn gốc Trung Quốc như haval, Linh, Mẫu Giáo. không Kỳ rơi vào tình trạng ế ẩm, do đó phải tung ra loạt chương trình giảm giá bán, ưu đãi để tìm kiếm khách hàng. Từng gây sốt trên cộng đồng mạng hồi đầu năm nay, mẫu xe điện Cú Linh Hồng Quang Mini S của liên doanh GM SAIC Trung Quốc, bị được công ty TMT Moto, đơn vị được ủy quyền lắp ráp phân phối tại Việt Nam hiện cũng khá chật vật để tìm chỗ đứng trên thị trường. Mẫu xe này chính thức bán ra thị trường từ tháng 6 năm 2023 với bốn phiên bản, có giá khởi điểm 239 đến 280 triệu đồng. Tuy có giá bán mang tính cạnh tranh so với các mẫu xe khác đang bán trên thị trường, nhưng sức tiêu thụ chậm nên TMT Moto phải giảm giá 20 triệu đồng cho khách mua xe. Anh Trịnh Xuân An, chủ một gara ô tô tại Thanh Hóa, cho rằng dù là mẫu xe ô tô có giá rẻ nhất thị trường Việt Nam, nhưng xe điện Guling Hongguang Mini F lại có nhiều điểm hạn chế khiến người tiêu dùng chưa thực sự mặn mà. Theo anh An, điểm hạn của Guling Hongguang Mini F đó là kích thước nhỏ hơn nếu so với các mẫu xe hạng A điều này, khiến không gian bên trong của xe chật trội. Dù xe có thiết kế 4 chỗ, nhưng do kích thước chiều dài xe và chiều dài cơ sở hạn chế nên hàng ghế sau của Guling Hongguang Mini F khá chật. Tiếp đó là quãng đường di chuyển của xe ngắn, không phù hợp khi đi cao tốc hoặc ngoại thành. Cùng với đó, nhà phân phối Guling tại Việt Nam hiện vẫn chưa có hệ thống chạm sạc công cộng hay bộ sạc nhanh vì vậy đây là một bất cập rất lớn cho người sử dụng trong trường hợp quên sạc hay khẩn cấp ngoài ra mẫu xe điện mini này cũng chịu các chi phí tương tự như xe ô tô con như gửi xe phí cầu đường rửa xe xử phạt giao thông bằng lái xe đặc biệt các trang bị an toàn đi kèm của guling hong Kong mini f rất hạn chế và chỉ dừng lại ở mức tối thiểu xe chỉ được trang bị chống bó phanh abs phân phối lực phanh điện từ evd một túi khí cho người lái phiên bản cao cấp ngoài ra sẽ không được trang bị hệ thống cân bằng điện tử nên khi chạy ở tốc độ cao sẽ rất dễ mất ổn định, đặc biệt là khi phanh, đánh lái gấp. Anh An cho hay, còn theo anh Lê Trường Giang, chuyên gia ô tô, hiện nay các mẫu xe cỡ nhỏ giá rẻ được các hãng xe Trung Quốc ổ ạt mang về ra mắt tới người dùng trong nước, nhưng công suất của xe thấp, không phù hợp chạy trên đường cao tốc. Nếu chạy trong đô thị thì sẽ gây áp lực giao thông và làm tăng chi phí xã hội. Bên cạnh đó, trang bị an toàn quá ít nên khó bảo vệ được người sử dụng, đi ngược lại mong muốn của người dùng khi mua ô tô đơn cử như mẫu xe điện Guling Hongguang Mini F. Thông thường, các mẫu xe được sản xuất, lắp ráp từ Trung Quốc thường giảm giá mạnh sau khi ra mắt một thời gian ngắn do tiêu thụ chậm. Chẳng hạn, mẫu Beijing V7 được đưa về Việt Nam vào năm 2020 định giá, bán hơn 700 triệu đồng nhưng ít tháng sau đã rớt xuống còn khoảng 600 triệu đồng. Hay mẫu xe BXX55 528 triệu đồng sau vài tháng, rớt giá xuống còn trên 420 triệu đồng, giảm hơn 100 triệu đồng so với thời điểm chào bán. Thậm chí, hãng xe sang Hồng Kỳ. Hồng Kỳ, Trung Quốc cũng từng xâm nhập thị trường Việt Nam vào cuối năm 2021 bằng hai sản phẩm là Hồng Kỳ H9 Hybrid, giá từ 1,5 đến 2,7 tỷ đồng và SUV thuần điện EHS9, 2,7 đến 3,6 tỷ đồng. Sau vài tháng đã phải điều chỉnh giảm từ vài trăm triệu đồng cho đến hơn 1 tỷ đồng nhưng cũng không được khách hàng quan tâm. Nhiều người cho biết với mức giá bán này họ có thể mua được các dòng xe hàng sang như Mercedes, Benz hay Audi. Ra mắt thị trường từ tháng 8 năm 2023, chỉ sau 2 tháng mở bán mẫu xe Trung Quốc Havo H6 đã được hãng giảm giá tới 244 triệu đồng, chưa kể gói bảo dưỡng 50 triệu đồng. Dù có mức giá bán 1852 triệu đồng, niêm yết 1,096 tỷ đồng, nhưng khách hàng cũng không mặn mà. Anh Nguyễn Hoàng Long, chủ một salon kinh doanh xe cũ đã qua sử dụng tại Hà Nội, nhận định xe Trung Quốc thuộc phân khúc giá cao thường rất kén người mua. Mặc dù nhà phân phối tỏ ra tự tin về khả năng thâm nhập thị trường Việt nhờ thiết kế sang trọng, công nghệ hiện đại song họ vẫn đi từng bước để thăm dò thị trường một cách cẩn trọng không thể phủ nhận rằng chất lượng, mẫu mã của nhiều mẫu ô tô Trung Quốc thời gian gần đây đã được cải thiện. Tuy nhiên khách hàng thường chỉ chọn mua xe để trải nghiệm nếu mức giá chấp nhận được. Còn với những mẫu xe giá hàng tỷ đồng, họ không dễ dàng xuống tiền do các hãng xe hầu như không thông tin cụ thể về dịch vụ hậu mãi. Anh Long nói. Mới lăn bánh một năm, Kia Sonet chạy lướt bị xuống giá ngỡ ngàng. Một chiếc Kia Sonet chạy lướt chỉ hơn 20.000 km đang được chào bán trên mạng với giá rẻ bất ngờ. Một chiếc Kia Sonet chạy lướt hơn 20.000 km đang được chào bán trên sàn xe cũ với mức giá rẻ bất ngờ. Kia Sonet được nhà phân phối Thaco ra mắt vào cuối năm 2021 và nhận được nhiều sự quan tâm tại thị trường Việt Nam nhờ thiết kế trẻ trung, trang bị phong phú cùng giá bán hấp dẫn. Sonet hiện nay được lắp ráp trong nước với 3 phiên bản giá dao động từ 519 cho đến 579 triệu đồng. Đối thủ của mẫu SUV đô thị này là Toyota Race VinFast VF5. Hiện tại trên thị trường xe cũ, không có ít xe Kia Sonet được giao bán với nhiều mức giá tùy thuộc vào tình trạng của xe và phiên bản. Kia Sonet lăn bánh vỏn vẹn có một năm lên sàn xe cũ với giá cực kỳ hấp dẫn. Trên thị trường xe đã qua sử dụng, một chiếc Kia Sonet đời 2022 đang được giao bán lại với giá 575 triệu đồng. Theo người bán, xe thuộc bản premium cao cấp nhất, ngoại thất và nội thất đều được phối hai tông màu đen và trắng vì được sản xuất năm 2022 nên chiếc Kia Sonet này mới lăn bánh khoảng 1 năm. <laughs> vì được sản xuất năm 2022 nên chiếc SUV này mới lăn bánh được khoảng 1 năm, chỉ số ô đô chỉ có 21.000 km. Showroom bán xe cũng cam kết phương tiện không bị tai nạn, không đập đục và không bị ngập nước. Được biết ở thời điểm mua mới năm 2022 Kia Sonet phiên bản Premium có giá niêm yết 634 triệu đồng. Hiện tại Kia đã điều chỉnh giá niêm yết, cộng thêm chi phí lăn bánh, số tiền mà chủ cũ phải bỏ ra để sở hữu xe lên tới 730 triệu. Như vậy, người bán chấp nhận khoản lỗ khoảng 150 triệu đồng cho một chiếc Kia Sonet 2022 mới chạy lướt 21.000 km. Ở chiều ngược lại, những ai muốn sở hữu một chiếc xe gầm cao nhỏ gọn nhiều công nghệ mà không ngại dùng xe đã qua sử dụng thì đây là một sự lựa chọn khá hời. Kia Sonet năm 2022 bản Premium có gì đặc biệt? được định vị trong phân khúc SUV hạng A, Kia Sonet sở hữu kích thước dài rộng cao lần lượt là 4120, 1790 và 1642 mm, chiều dài cơ sở đạt 2500 mm. Mẫu SUV nhà Kia sở hữu thiết kế theo phong cách hiện đại, hướng tới nhóm khách hàng trẻ tuổi. Phần đầu xe gây ấn tượng bởi cụm lưới tản nhiệt hình mũi hổ đặc trưng kết hợp đèn pha LED. Bên cạnh đó Kia Sonet 2022 cũng có cụm đèn sương mù dạng chiếu bóng projector được thiết kế vuông vức, cản trước mạnh mẽ cứng cáp và đèn hậu LED. Xe sử dụng bộ mâm đa chấu thể thao có kích thước 16 in. Về nội thất cũng như trang bị và tính năng nổi bật của Kia Sonet 2022 Premium, có thể kể đến như vô lăng ba chấu bọc da, ghế lái chỉnh điện 6 hướng, cụm đồng hồ sau vô lăng kết hợp dạng analog với màn hình hiển thị thông tin 3,5 in, màn hình giải trí trung tâm 10,25 in, điều hòa tự động, hệ thống âm thanh 6 loa, gương chiếu hậu chống chói tự động. Chiếc SUV Hàn Quốc sử dụng khối động cơ Smartstream 1.5, sản sinh công suất tối đa 113 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm. Kết hợp với nó là hệ dẫn động cầu trước và hộp số tự động vô cấp CVT. Về trang bị an toàn, Kia Sonet 2022 bản Premium sở hữu hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, phanh khẩn cấp BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi, cảm biến lùi và sáu túi khí cảm ơn các bạn đã xem video rất mong các bạn hỗ trợ kênh bằng cách bấm đăng ký kênh bật chuông nhỏ ở bên cạnh để nhận các clip mới hàng ngày bấm like và comment ở bên dưới video chúc các bạn lái xe an toàn và luôn gặp mọi điều may mắn trong mỗi hành trình hẹn gặp lại các bạn trong các video sắp tới